Thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Hùng Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Kim. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Kim. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Hùng Tâm. Kính thưa quý vị, sau đây là phần tin tức liên quan tới Việt Nam. Như chúng ta biết, những đợt mưa lũ hồi cuối năm 2020 đã gây ra nhiều thiệt hại về nhân mạng cũng như của cải. Đặc biệt là tại cái khu vực miền Trung, và do đó nó đã phát sinh ra một cái hiện tượng là tất cả các những người nghệ sĩ ở trong nước đi làm từ thiện. Chưa bao giờ mà nước Việt Nam có những người làm từ thiện đẹp trai hay đẹp gái hay là ca hát hay đi làm từ thiện, và nhờ vào việc làm từ thiện đó mà nhiều người đã trở nên giàu có. Trong số đó có những người nghệ sĩ từ ở bên Mỹ sống bao nhiêu năm lây lất, và chỉ một thời gian sau đi về Việt Nam ca hát và đi làm từ thiện thì trở thành các nhà tỷ phú, tức là tỷ phú theo Việt Nam, tức là tỷ phú tiền hồ. Và thì như chúng tôi đã trình bày trước đây, và như cái sự tiên đoán của chúng tôi là chúng tôi nói rằng là Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ để yên cho cái thành phần đó làm những cái công việc mà nó có cái tính cách tốt đẹp và có tính cách rất là nhân bản. Thì hôm 10 Tây tháng 11, cảnh sát hình sự của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã xác nhận rằng là hiện đang mở các cái cuộc điều tra về tất cả những cái khuất tức trong cái vấn đề làm từ thiện của một số các cái nghệ sĩ trong cái đợt bão lụt miền Trung vào năm 2020. Đó là lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, là người vừa mới đốt một miếng thịt bò có vàng trị giá hơn 3.000 đô la vào cái tiệc ăn toàn bộ tổng cộng là vào khoảng 50.000 đô la tại nước Anh. Đã tuyên bố trước Quốc hội Cộng sản Việt Nam hôm 10 Tây tháng 11. Ông Lâm cho biết là công an hiện đang phối hợp với các ngân hàng để xét tất cả những cái tài khoản dùng để quyên tiền từ thiện. Phần lớn tiền từ thiện này từ ngoại quốc trở về, gửi về. Bên cạnh đó thì các cái ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc hàng loạt của các tỉnh miền Trung cũng đã được yêu cầu xác minh cái số tiền và hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ tại địa phương hồi năm ngoái. Đó là theo bản tin chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và có một số các cái cá nhân nghệ sĩ đã được, và các cái tổ chức đã được công an mời lên làm việc, thưa quý vị, có nghĩa là lên lấy khẩu cung. Và nhưng mà ông Tô Lâm đã không có tiết lộ danh tính của những ai đã được mời lên. Cái cuộc điều tra được tiến hành sau khi công an của thành phố Sài Gòn đã nhận được 6 đơn tố cáo của những người dân về việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Đó là theo lời của ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Và cũng tại diễn đàn Quốc hội, một số đại biểu đã than phiền là cái việc quản lý việc làm từ thiện chưa có chặt chẽ, mặc dù đã đưa tới cái việc sử dụng tiền quyên góp một cách không có đúng vào mục đích và làm đi mất đi những niềm tin của các cái nhà hảo tâm cũng như những người dân. Việc một số các cái nghệ sĩ, những người nổi tiếng cứu trợ lũ lụt miền Trung hồi năm ngoái đã làm cho các cái mạng xã hội trong nước cũng như ở ngoại quốc xôn xao sau một thời gian khi một nữ doanh nhân có thể là bà Nguyễn Phương Hằng đã liên tục đưa ra những cáo buộc về những điều mờ ám trong cái việc sử dụng tiền quyên góp của các cái nhà hảo tâm thôi. Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy một người mở cái lòng từ bi của mình để đi giúp người này người khác thì chắc chắn là mọi người ai cũng cảm thấy thán phục. Tuy nhiên thì ở trong chế độ Cộng sản Việt Nam, chúng ta phải hiểu rõ một điều, chúng ta phải biết rõ một điều là Cộng sản Việt Nam không muốn để cho một người nào đó được nổi, bởi vì tất cả những cái việc đó là chỉ có những người được Đảng Cộng sản mới có quyền nổi, mới có quyền được dân chúng mến phục. Cho nên những nghệ sĩ mà làm công tác từ thiện như thế này
người ta sẽ phải đặt câu hỏi là ai cho phép làm cái đó, Cộng sản Việt Nam có cho phép làm không, và nếu mà ai đứng đằng sau lưng phải không ạ, nếu mà không bàn tay lông lá nào hay không, nếu mà không có, bây giờ quý vị thử để ngân hàng chừng khoảng một vài ngàn đô la chẳng hạn gửi bên ngoại quốc về thì ở người ta sẽ phải đánh dấu hỏi ngay tiền ở đâu để làm gì. Bằng này có một số lượng tiền nhiều như thế để ngân hàng, mà khi một số lượng tiền nhiều như thế để ngân hàng là phải có một cái gì đó ở đằng sau lưng hỗ trợ cho mình. Và bây giờ nếu cái gì hỗ trợ cho mình tự nhiên là mình phải chi cho những người hỗ trợ đó, thành ra khi mà chi rồi nó còn tiền đó. Có những cái trường hợp là thí dụ như những cái người nghệ sĩ đó họ nhận một cái số tiền lớn nhưng mà họ lại không đưa cái tiền đó tới tay những cái người dân nghèo khổ. Nó thế này, thí dụ như tiền riêng của mình thì được nhưng mà tiền mình đi quy của người khác ngay, mình nói rằng là tôi sẽ làm trung gian cho quý vị, vì quý vị ở ngoại quốc quý vị không có thể giúp được bây giờ, vì lòng từ thiện, vì lòng nhân ái, quý vị thấy tội nghiệp những cái người đồng hương của mình hồi xưa mà bây giờ mình đi ra ngoại quốc mình khá giả, mình đi làm có tiền, bây giờ mình đóng góp về và cái tiền đó nó cũng là mồ hôi nước mắt đúng không ạ? Bây giờ đưa về cho ông đó, ông lại không đưa thẳng cho người dân mà ông bỏ vào túi của ông. Thưa anh như này, mọi người Việt Nam ấy ai cũng biết rằng trong thời gian vừa qua đó, mặc dù lũ lụt hay mặc dù lúc đầu tiên bị con Covid chẳng hạn, mình gửi tiền về thì người mà họ gửi tiền về chẳng hạn, người này người kia mà ai cũng biết à, người ta gửi về tới tận ngày, tới lãnh được ngay. Tại sao phải để ngân hàng tới mấy tháng rồi khi mà bị phanh phui ra thì lúc đó mới nói rằng tiền chi như này thế kia. Mà thực ra nếu quý vị có thể chi, có hai vấn đề mà quý vị chi, ví dụ thứ nhất là chi cho cái người đỡ đầu đằng sau thì cái đó quý vị không khai được. Đúng không ạ? Bởi vì khai ra thì phải ăn chia đó, vâng, thì phải chia phải không ạ? Rồi trong khi đó chia rồi, bây giờ còn một phần thì có thể những quý vị đó sẽ sử dụng bỏ túi. Thành ra bây giờ công an có điều tra tìm ra thì nó sẽ có một chênh lệch rất nhiều. Một chênh lệch đầu tiên ấy là tiền chia cho những người đứng đằng sau hỗ trợ cho mình là giới chức chính quyền, rồi tiêu một phần bỏ tiền túi nữa, thì bây giờ còn số lượng còn lại rất nhỏ, và có rất nhỏ như thế làm sao quý vị minh chứng cho những giới chức điều tra công an được. Mà không minh chứng được thì trong tương lai quý vị sẽ có thể bị còng tay, cái điều đó hiển nhiên phải không ạ? Cái điều đó mình đã nói từ lâu rồi, mình biết chắc chắn là nó sẽ có cái chuyện đó, tại vì ở dưới một cái chế độ nhà nước cộng sản đừng có dẫn mặt phải không ạ? Cho dù mà có làm một cách minh bạch đi nữa thì nó cũng đụng chạm tới. Tại vì trong nước thưa quý vị nó có bao nhiêu là những cái hội đoàn tổ chức chẳng hạn như Mặt trận Tổ quốc rồi gì đó, phong trào phụ nữ cứu nước rồi đủ thứ hầm bà lằng hết, tất cả những cái đó, những cái sự ghen tức từ những cái tổ chức đó đối với các cái người nghệ sĩ nổi tiếng và những cái người mà những cái nhà mà gọi là hảo tâm hay là các nhà mạnh thường quân, người ta cho tiền về người ta không có care, người ta chỉ cần biết là tôi có thể gửi qua cái ông A, ông B, cái bà C đó. Vì những người đó nổi tiếng thì chắc chắn là họ sẽ không ăn cắp tiền của mình khi đưa tới người dân. Nhưng mà thật sự ra quý vị đã lầm, bởi vì ngay chính ở Mỹ này có nhiều cái tổ chức mà lập ra cũng làm từ thiện xong rồi lấy cái tiền để đi sử dụng, nhưng mà ở nước Mỹ thì làm cái đó là thế nào cũng bị bắt, mà bị bắt rất là nhanh. Trong khi đó ở Việt Nam thì nghĩ rằng phía đằng sau nó có, ông nội ông ngoại có dù phải không ạ? Thành ra sao ạ? Có dù thì sao? Có dù tất nhiên là cùng ăn chia cả, mà ở trong đảng nữa thì sợ gì đâu. Đúng. Đâu có sợ ai. Dạ, nhưng mà dĩ nhiên ông bà mình nói câu trâu buộc ghét trâu ăn phải không ạ? Vâng. Thì trước sau gì đó cũng sẽ phải đấy. Và bây giờ thì quý vị đã thấy rằng là cũng không lâu lắm thì tất cả mọi cái chuyện này nó đã xảy ra. Ngay cả ở bên đây nó có những cái tổ chức chẳng hạn như làm về vấn đề từ thiện giúp cho những người cựu quân nhân, cựu chiến binh, rồi nó nói chung là nó có nhiều lắm. Rồi bây giờ thì nó có cái phong trào gửi tiền về giúp cho vấn đề những nạn nhân Covid vân vân, nhưng mà tất cả cái đó không có bao nhiêu tổ chức là làm những cái chuyện nó đứng đắn về cái vấn đề phát tiền từ thiện, mà đa số đều là lợi dụng cái chuyện đó. Và khi mà nó lợi dụng như vậy, dĩ nhiên lúc mà nó đi vào trong cái tình trạng
tranh cãi hay là cái tình trạng đánh nhau ở trong nước hay là đánh nhau ở trên trang mạng thì thế nào, nó cũng có cái chuyện thừa kiện tới nơi. Và cho tới giờ phút này thì báo chí ngoại quốc đã tìm cách liên lạc với một số các cái nghệ sĩ mà đã được nhận tiền nổi tiếng. Rồi, dĩ nhiên quý vị ai cũng biết rồi, chúng ta không cần phải nêu danh tính lên, thì để hỏi phản ứng về cái việc chính quyền siết chặt cái việc quyên góp tiền từ thiện, nhưng mà những người đó đã từ chối không có trả lời thôi. Thực ra thì nó cũng không trả lời được, vì lý do là cái số tiền mình nhận đó mình phải chi cho cái người đã đầu cho mình, và những người đó là giới chức ở trong chính quyền cũng ngon lành lắm chứ phải không. Bây giờ mà tiết lộ ra thì chưa có tiết lộ được, chưa tiết lộ đó thì đã bị hăm, có thể bị hăm dọa và có thể bị thiệt, bị ảnh hưởng tới sinh mạng. Cho nên thà rằng ngậm bồ hòn nằm ngọt và có thể là chấp nhận là những cái biện, những cái hình phạt mà nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ giáng lên đầu những người đó, thế thôi chứ không thể nào khác hơn được. Thưa anh, ngoài ra thì thưa quý vị, trong hai ngày vừa qua có một ông cán bộ cấp cao, ông này tên là ông Lê Minh Tấn, ông là giám đốc của Sở Lao động Thương binh Xã hội của thành phố Sài Gòn, và ông tuyên bố một câu rất là xanh giờ. Việt Nam thưa quý vị, mấy ông lãnh tụ ông nào cũng có bằng cấp cao và ông nào cũng tuyên bố nhiều câu rất là xanh giờ, giống như ngày xưa mấy ông tuyên bố nghĩa là nói rằng là Việt Nam không có, ở Việt Nam đời sống nó vui, nó rất là cao, đời sống nó rất là sung túc ở bên Mỹ, và nếu mà nó biết được cái mức độ sinh sống mà phong phú và sung túc như ở Việt Nam thì cái cột đèn ở bên Mỹ nó cũng đi về Việt Nam nó ở. Thì mấy ông này không biết là khi mà mấy ông đi karaoke, ông mấy ông cao hứng hay là mấy ông được mấy cái cô ở trong karaoke nghĩa là xúi mấy ông làm sao. Thì ông này ông tuyên bố khiến cho dân chúng ở Việt Nam đã bày tỏ cái sự phẫn nộ ở trên các cái mạng xã hội. Mà quý vị biết khi mà nó hiện tại bây giờ nhờ cái internet và nhờ Facebook cũng như là nhờ Twitter vân vân, rồi nhờ YouTube rồi này kia, thì không có cái gì mà giấu được ở dưới cái bầu trời, kể cả bầu trời của Cộng sản luôn. Thì cái ông giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội ở thành phố Sài Gòn này, trong một cái phiên họp ở tại Hội đồng Nhân dân thành phố Sài Gòn hôm 18 tây tháng 10, nói rằng là trong gần 5 tháng qua tình hình dịch bệnh ở thành phố rất là ác liệt, kinh hoàng, nhưng cho đến giờ phút này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ. Và tất cả báo chí đều đăng cái lời tuyên bố của ông này lên, khiến cho dân chúng phẫn nộ. Bởi vì trong cái mùa dịch mà sau khi phong tỏa xong, hàng trăm ngàn người đã phải rời bỏ, có thể gọi là tháo chạy trong một cái khung cảnh hết sức là cùng cực và hỗn loạn, ra khỏi thành phố Sài Gòn để trở về lại quê hương vì không thể cầm cự được. Và trong khi đó thì chương trình cứu trợ của chính quyền chỉ có xảy ra ở trên đài truyền hình chứ không có trong cái thực tế để cho người dân nhận được những cái trợ cấp đó, thưa anh. Vâng, ông ấy nói thì nếu mà đứng trên cương vị của những cán bộ cao cấp Cộng sản phải từ chức. Đứng trên cương vị của những cán bộ cao cấp Cộng sản thì có bao giờ đói đâu. Chẳng hạn ông Tô Lâm, ngay kể cả bên Mỹ, người đâu có bao giờ có dám ăn một cái bữa tiệc mấy chục ngàn đâu ấy. Mà trong khi đó ông Tô Lâm, trong cái si dân chúng đang đói khổ như thế, ông dám có một cái receipt, gọi là có một cái biên nhận về cái tiền tính toán ăn trong bữa tiệc nó khoảng 50 ngàn đô la. Mà bây giờ đó thì ông này cũng là giới chức cao cấp của chế độ Cộng sản, chắc chắn là ông bao giờ có bao giờ cực khổ đâu. Chỉ có những người dân mà bị phong tỏa, không có công ăn việc làm, mà cũng không được trợ cấp, và cuối cùng thì cũng không được những cái cơ quan tiếp liệu để mua các thực phẩm cho hàng ngày, thì sau khi mà vừa mới xả cảng ra một cái, thế là người ta chạy toán loạn về miền quê. Thì trên các mạng xã hội quý vị đã nhìn thấy những cái hình ảnh dân chúng lên kêu gọi giúp đỡ cứu trợ vì hết tiền, hết thực phẩm, hết thuốc men, thậm chí có những cái cảnh là
mà trời chiếu đất mà không có cách gì để mà có thể diễn tả được sự khốn khổ của người dân, đặc biệt là ở tại thành phố Sài Gòn cũng như ở tại một số các cái tỉnh. Trong suốt cái mùa đại dịch vừa qua, tức là trước cái hồi tháng 10, và đến cái mức độ mà người ta nghĩ rằng thà người ta chết vì Covid còn sướng hơn là chết vì chết đói. Mà cái thằng ông nội này, ông tuyên bố là cho tới giờ phút này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, chưa có ai khốn khổ hết. Không hiểu rằng là cái đầu óc của cái ông này nó chứa cái gì ở trong đó để mà ông có thể tuyên bố. Và ông nói rằng là thành phố Sài Gòn đã bỏ ra 8.000 tỷ và các doanh nghiệp, các cá nhân mạnh thường dân cũng bỏ ra 8.000 tỷ, cho nên rõ ràng là dân chúng trong thành phố Sài Gòn không có ai thiếu ăn, thiếu mặc, không có ai khốn khổ hết. Vâng, số lượng hai lần dân 8.000 tỷ và thành phố bỏ 8.000 tỷ thì bỏ đi đâu? Bỏ vào túi của mấy ông ấy. Thành ra người dân khổ thì vẫn khổ, mà chúng ta đã nói một lần rồi, khi mà Việt Nam ấy ở trong nước có nạn dịch hoặc là bão lụt ở kia đó, thì tất cả các giới chức chính quyền từ lớn tới nhỏ đó đều làm giàu hết. Vấn đề chính là khi mà anh không có biết được cái nỗi khổ của người dân, cái điều đó có nghĩa là anh không có cái tư cách lãnh đạo, thì đừng có nói, đã không có đủ tư cách lãnh đạo thì đừng có lên tuyên bố tầm bậy tầm bạ những cái chuyện đó. Mấy ông ấy chỉ nghĩ là nếu mà tuyên bố bậy bạ lỡ thì mai đem một số tiền đi tống lên cho mấy ông có nội lớn của mình ở trên đó thì là mình sẽ yên thân. Cái đó nó là một cái tư duy của cái xã hội phong kiến, anh nhớ không? Ngày xưa cũng vậy đó, tức là đi mua quan bán chức là vậy. Thành ra cái chế độ cộng sản nó bắt đầu từ một cái chủ nghĩa là giai cấp đấu tranh, nhưng mà đến khi mà nó gọi là quá mãn rồi, tức là nó đã đi đến một cái giai đoạn là tận cùng của cái chủ nghĩa đó, thì tất cả nó trở thành là gì? Tham nhũng. Tất cả những cái thành phần mà bất tài nhất ở trong, bất tài ngu dốt nhất ở trong cái xã hội, nhưng mà nó được cái may mắn có tiền bạc thì nó dùng cái tiền bạc nó đã mua cái địa vị để nó lên nó cầm quyền. Thực ra là cái vấn đề giai cấp đấu tranh này nó chỉ là cái ngụy dạo thôi, để sử dụng những người mà thấp cổ bé miệng, những người mà bị bóc lột ấy, để dùng người ta như một cái phương tiện để lật đổ, để cướp chính quyền. Sau khi cướp chính quyền rồi thì tất cả những cái giới đó, giới chức đó, chẳng hạn như là những người lao động, những người nông dân ở kia, là bị coi như là những thành phần mà bị đẩy ải nặng nề nhất. Và chính những người mà ngồi trên đầu dân cổ là những thành phần cộng sản đó, nó lợi dụng những người lao động thế thôi, chứ đâu có phải. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây.